Hello cả nhà tiệm mèo sen. Cả nhà tiệm mèo sen đây, hôm nay tiệm chúng mình về một bé mèo anh lông ngắn màu tam thể mọi người nha. Một bé mèo phải nói là siêu cute, siêu dễ thương rồi các bạn ạ. Ôi em đẹp lắm nha mọi người nha. Chuẩn mèo anh lông ngắn thuần chủng. Mép dày, mắt tròn, mũi hồng cute. Bé mình mới đón ở trại lên cho nên là đang hơi nhát cho mọi người nha. Rất là xinh thôi mọi người ạ. Mụn mịn, sạch sẽ, khỏe mạnh. Trộm vía là trại chăm em rất chi là tốt các bạn ạ. Ôi, thương quá. Vừa về nhà mới đang lạ nhà đây này mọi người này. Có ai thương em không? Có ai muốn dỗ dành em không? Em ơi. Đây nào, quay mặt đây nào. Quay cái mặt xinh cho mọi người ngắm tí. Ôi, thương quá. Lần đầu về xa mẹ cho nên là lần đầu rất là nhát mọi người ạ. Ôi, cưng lắm, má bánh bao này mọi người này. Má bánh bao, mép dày này. Ôi, yêu chật nhà, yêu luôn. Các bạn ơi, 3 triệu rưỡi nha mọi người nha. Bé mèo anh lông ngắn màu tam thể là 3 triệu rưỡi. Các bạn ưng đón bé liên hệ với tiệm chúng mình để rước em về nhà mới nha. Em ơi. Ôi, đứng dậy ngắm đi. Mụ mịm lắm mọi người ạ. Quá là yêu luôn nè. Ôi, xinh nhưng mà cứ phải sợ nhà, có ai làm gì con đâu, yêu con mà. Thương con quá. Xem nào mà muốn nựng bé, muốn vuốt ve bé thì liên hệ ngay với tiệm chúng mình nha. Bạn ấy rất là quấn chủ mọi người nhá. Mất tầm 2 ngày thôi là bé sẽ chơi, ăn và nghịch thoải mái với mọi người luôn. Ôi trời ơi, cơ đây. Ôi trời ơi, xinh ơi. Yêu thế nhỉ. Các bạn mà đón bé liên hệ với tiệm chúng mình nha. Mình kết thúc video của bé đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Qua đây chào mọi người nào con. Qua đây chào mọi người nào. Ôi dồi. Bye bye mọi người nha.